Mình nên chơi con tướng là ta top có rồi nha, Yasuo mid rồi, mình còn rừng đâu? Đi lên hỏi nó còn rừng mà đi ngu lắm. Rừng đâu? Mình rừng là mình chuyên ngu luôn, đi rừng cái là fit banh xác luôn, một bộ thiếu á rồi, thiếu phép luôn chứ khổ luôn, thiếu phép luôn chứ. Ezreal vật lý. Support không cần cho lắm. Top quá rồi. Con này xuống đây bạn Ngọc á. Áp đảo sốc điện điện máu. Thủ thuật nhãn cầu. Kinh lệnh lưu. Biết tên này là Spike. Ok, luôn. Rồi, giờ khóa ơi. Vào trận rồi thì còn gì vui. Bị bộ mình có fit không nè. Chỗ á, là mùa nó có chin này, với lại Kennen. Chin là thằng này chuyên gia là sốc điện, sốc sốc đam hơn, có khi hơn Yasuo. Đó là Tryndamere, nó chiếc bộ mình Iron ấy, có thể Iron, đúng rồi. Ly Tiểu Long, vãi ly 148 là thuần phục, đồ. Mà lạ nha, 500 ngàn thuần phục, 148 thuần phục mà là cấp 5. Mình cũng không thích mấy đứa khoe là điểm thuần phục đó các bạn. Mình cũng cấp 4 rồi, nó cấp 4 là 2.000 để thuần phục. Có nhiều lắm rồi. Riven chuyên gia khống chế trên này, mình đi xuống bot, mình đi bot. Bạn là hơi căng. Cặp Kennen bot top. Mình xin có khi đường dưới hoặc là đường giữa. Mình xin có khi đường dưới hoặc là đường trên hoặc là đường giữa. Yasuo mid hoặc là top. Gắt. Mọi người gắt tí. Khắc chế con chi nó thì cũng dễ thôi, các bạn chỉ cần áp sát thôi các bạn. Áp sát nó là auto là mấy ông ví dụ như Yasuo hay là Elise là mấy nó áp sát nhanh cực kỳ luôn. Điều gì mà khoe thông thạo tùm lum rồi đó. Con ba bạn chơi lên kêu giúp cho các bạn. Ok, xuống bot rồi. Xuống bot thôi, xuống bot thôi. Đi xin xuống đường giữa hoặc là dưới tôi đi, đi bệnh nó chửi rồi thấy không? À, chứ gì mà chửi bên sát nhau à. 30 seconds until minions spawn. Thôi lắc tí, FPS là tụt. Nhắn nó cây. Ủa mà pa sức bọt đi với lại áp rồi mà mình có áp sức bọt. Kệ đi. Thì mình không sao mà hơi khó, hơi khó quýnh. Tâm mạnh là chọn chắc. Minions have spawned. Có chỗ này không ta? À, không có. Thường thường là chơi đường dưới, đường chơi nó mấy này chuyên gia nó bụi luôn á. Nó chơi gì mà khoe tông thông thạo tứ tung rồi đấy. Chơi gì khoe thông thạo tứ tung. Lên đồ nó y xì. First blood. Vãi lên. Trời ơi. Gặp chị biết ngay mà. Ui da, hơi đau nha. Gặp ngay chi nó cay rồi. Mất xa. Chi một khuyết hai mạng trời. Bên cuối cho nó hết bên cuối rồi mình đi. Ok. Bém đầu á nó chưa bên cuối, nó chưa bên cuối, nó chưa bên cuối rồi, chưa bên cuối. Ok gác đầu á.
Nó là con cuối. Tập máy. An enemy has been slain. Nào nào xong. Bãi lít. Chín mô giấy đâu mà bạn. Áp sát nó mà rồi. Đừng ăn trộm, chết. Thôi tôi về là hết nó bạn ơi, tôi về là hết nó nha bạn. Hết nó rồi. Con file này các bạn lên di vật thử nhân trước nha. Lấy cái di vật trước. Chưa một mình fit bắn sát này. 2/3. Chưa gì một gắt này. Con chin nó một chỗ là nếu mà gặp mấy tướng cơ động như Yasu hay là mấy con khác hay Karim á thì là Chin là không có đấu lại đâu. Thì vì sao? Tại vì Chin nó không có cơ động. Thứ nhất Chin nó không có cơ động. Chỉ có nội tại là cao rồi mà. Chuyện cuối là còn là cấp 5 luôn rồi. Đây nè, cùng nè. À bên cuối này, này bên cuối mà chưa chí mạng. Nó nập đạn lại. Ok. Buồn pha mít quá. Chín nướng xa. Ta phải đợi nó có thời cơ. Nó nướng bên cuối, cho nó bên cuối đi. Làm gì đi nhau? Làm gì đi nhau bro? Làm gì đi nhau? Dạ. Đi nhà lưng mưa nào. Mất xe rồi. Phải né không? Thường, ở bên cuối là phải né à. Tao á. Bài lít rồi trận nè. Thì tôi làm gì tôi lỗi bạn mà rồi trận với bạn. Khổ nữa không? Nửa cây á bạn. Ít được.
Để không là để bố mày là ít công ty của mày là đừng có hỏi vì sao nó bị làm mày. Hàng chi nó lên núi mình, hàng chi bồ nó ganh. Hàng chi bồ nó mới ganh. Mình thua. Sức bọt là chạy chết bằng đầu thì thường mà bạn chứ mà chưa nghe. Sức bọt thì ăn mạng thì ít mà hít nhang thì nhiều. Bạn chưa nghe câu đó thì bạn nhầm. Câu đó 100% chuẩn. Đúng rồi. Ờ bồ mày yếu thế rồi. Ba bốn đứa vô đúng vậy sao đúng lại. Chán quá. Chán quá. Buồn như thế. Gặp Riven AFK chứ thiệt khổ. Giờ su đầy cái máu không chơi nha man. Ồ xuống dưới. Jin. Lẽ anh Jin chứ, Jin AD. Mình cuối hết chưa? Tôi vẫn giống kiểu mà du kích đó rồi. Nguyên chuỗi đó chết rồi. Ok hết rồi. Này ulti ngu quá bạn, ulti hơi ngu. Này ulti hơi ngu thiệt. Kiểu khúc nãy mà nó ulti ở chỗ mà nó xa xa hơn mình tí là mình chết chắc rồi. Này ulti hơi ngố ngố. Ulti hơi ngố, nếu mà ulti mà nãy mà nó xa xa hơn mình tí là mình đi rồi. Riven chó AFK thoát đúng như thăng nhanh này trời ơi đông cũng hụt lắm. Chi nó lấy chủ nhanh lắm ạ. Phiêu phiêu nhanh nhanh này mới ra quá ganh lắm. Leviathans learn people, that's for sure about her. Cho nó lên cao một tí. Rồi mình chết bài bố con.
Shut down. Biết ngay á, bảy thôi, nhưng mà sao mà ta này ta chạy nhanh quá. Số không biết nó bộ là đại bộ số về mũi dài chạy cho tiếp khi đủ nát dễ nát bộ đầu. Bộ bọn này cũng không fit nhiều lắm á. Như vậy chắc là tài. Hai. Đó là bộ mỗi đứa như số đi xin mà không fit thằng được. Không tính đam đủ á. Sức bọt bò rồi. Nó có nổ quấn nó xong được. Trời ơi trời, nó có nổ sao quấn nó. Nó có nổ quấn nó làm chi không biết hiểu này sao. Con gần á. À.
ghê quá. Nó sụp đầu rồi. Bồ mình cũng ngu hiên. Điên đưa mạng nó chết chi. Đây có nộ mà. Nhá láo mà ngờ. Gặp ngay mấy thằng điên. Nát luôn trụ dưới luôn nè. Khổ không? Bồ ngu. Bồ nó hay mà sao ngu để chịu dụng một pha xử lý à. Pha xử lý thôi. Nhưng mà gặp mấy em vai là được vật lý chứ thì khổ mấy thằng niên vật lý. Chi nó còn ít máu á, nằm chín nó một thuốc luôn. Thôi về luôn mà nó về auto luôn. Bộ nó chưa nát cái trụ, mới nát cái trụ đầu giữa mà mình nát hết ba trụ đầu giữa, ba trụ giữa tức dễ sợ. Mắt đây tránh bị gan rồi. Bắt đầu. I live for your cause. You will die for it. Sao mà cứ nguyên đi tụi nguyên đóng đi chi chị trời. Tụi nguyên đóng đi. Lên 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 l
Mày có đồ ở đâu? Trong này còn tiêu nát nó còn tiêu sáng. Ok, lên lên lên. Trời. Ôi 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 đi. Ôi mi đi, ôi mi đi, ôi mi đi. I'm already dead. More deadly gone. Má đồ à. Ê, ê. Hay fail. Nhưng mà không khó được kèo. Trời ơi, cứ hộ quá chứ. Rồi sao mà. Lên xin xin hay. Đợi tí à? Rồi ok, đi đi. Đi đâu đi, Baron hay đi đâu đi, đừng có đi, đi đơn, đi nó chết chết. À đồ. Thằng xin auto với giết trước, thằng xin em. Phải lít mắt. Cắm mắt Baron đây. Cắn Baron. Lẹ nào ăn Baron là chết bố mày. Màu đỏ luôn rồi, nào màu đỏ màu xanh luôn rồi. À nào màu xanh ra màu đỏ. Măng cái trụ luôn. Thằng Shin thì các bạn thấy cũng mạnh á, nhưng mà gặp thằng Đàm Mê chứ thì khổ. Xong luôn. Máy ôi, tự chối tự thành, trời ulti. Ghét thì ulti quá mà, thằng Đàm Mê thì ghét thì không chết thì không kiếm chết được. Mất cái ulti mà luôn. Rồi xong. Nó là chết chết liền cái này mình tìm. Ê ba đứa chạy đi chạy đi. Chờ lên chờ. Ok. Ăn được tàn chi này. Không chết cũng sao. Ăn được chi này hay. Đi xin sống luôn. Sống luôn. Má nó hay vậy. Nó chết tại vì bộ tông quá mà. Âu đi, âu đi, âu đi. Nó đang gần đây, bộ nó đang gần đây. Gió. Anh cũng chích cần đi đồ rồi. Hold, 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 hold.
chi bộ kêu xong nát trụ luôn. Bảy lên, con này có cái kia. Bốn món là xuống mình à. Nghĩa mình cũng chia sẻ thông tin cho các bạn là chơi Yasuo thì đừng quay lên một kiếm mà lên khuyết kiếm trước. Thôi kiếm trước có lợi hơn. Họ chết, chuyện chết luôn. Đi đâu, đi đâu, họ phải chết rồi. Con cứ khục quá chứ. Bên cuối à. Your team has destroyed a turret. Má cái nền bộ đó giờ mới ra nè. Bộ nó qua AFK của mình mà bộ mà nó cái đó lại mình không cái đó lại. Nó quét mấy cái bẫy của thằng chim mất dạy đó. Đi được cho nó mấy, cho nó mấy, cho nó mấy, cho nó mấy luôn. Xong rồi. Xong chứ được nào nè. Thử à. Đầu hàng chứ bồ được lắm rồi ta. Rồi cay quá, chơi lại ván tiếp. Giờ ván này chơi hôm nào các bạn. Yasuo mất màu nữa rồi. Đây giờ mình thử cho Yasuo các bạn xem à. Thử cho Yasuo cho bạn xem thử à. Vẫn là mình sẽ thay là chính xác. Chinh phục. Cùng 500 máu, đồ đánh. Mình nên đồ cứu mình nữa các bạn, nên đồ sao các bạn lên sao. Rồi ra đây. Ok ra đây. Biết cái này là su à. Ok. Thôi chơi xuống cho bạn xem nè. Yasuo, thử chơi cho bạn xem lần đầu thôi. Để tập top gì đâu cả. Để xem. Ô lần này nó không có Tadame đó các bạn. Tadame không có nè, mà có Yasuo, Z, Anivia với lại Rammus. Rammus là con gan. Ủa nó không có rừng. Ủa mình có rừng. Con Rammus là cái con mà chuyên gia hất tung này. La cái gì vậy ta, tung cái Yasuo ulti. Bộ này cũng có Lee Sin ulti đã, cũng ulti mình cũng đi được. Mình đầu tiên thì chơi Yasuo.
Phải chơi Yasuo lần đầu tiên. Thật ra là không phải lần đầu tiên mà mình chơi nhiều lần rồi, nhưng mà lần đầu tiên mình chơi cho các bạn xem. Để xem nha, mình chơi Yasuo OC đến cỡ nào. OC là ấp chóa đấy. Để đầu tiên chơi thử. Mình có virus, mình có Kennen. Sợ thằng Kennen ghê, sợ bò nó ép bò bữa ấy ca. Ezreal, Ulti, Binding, Commando. Ezreal. Mình thấy cười lắm các bạn. Trong 100 trận thì hết 95 trận mới gặp hai team của Yasuo. Buồn cười vậy đấy. Thì 100 trận mình gặp hết 95 trận Yasuo. Một team này phải có một Yasuo hoặc là không. 5 trận, 100 trận thì chiến 95% còn lại. Phải. Sao mình toàn chơi mấy thằng cấp cao thì sao cho lại? Trời ơi trời. Ủa tôi à. Tôi chưa thông thạo Yasuo mà luôn á, cấp 7 luôn rồi. Sao chơi lại lúc trời. Trời ơi là trời, chết tôi nhồi. Sao đánh bại ở đây. Thật ra là Yasuo lúc đầu trận cũng bình thường, không có bảo kê các bạn. Yasuo vì sinh con hùng lớn mà. Ezreal mày mít hả? Ezreal bóp đi. Ờ mình đi đâu dịch nào vậy ta? Mình đi top đi. Ezreal xuống giúp đi. Ezreal gần nó xuống giúp đi. 30 seconds until minions spawn. Không ai biết được ngày mai sẽ là sao chứ gì. Cái gì tóc biến gì tùm lum vậy? Mất mất gì mà tóc biến chi vậy bro? The road to ruin is shorter than you think. Yasuo top và mid. Mình ghét biết thằng ganh đó nên mình luôn luôn nổi đã cắm con mắt ở đây. Mình luôn trong ngôn của mình là sống thì phải có dùng thì phải có thì phải già trừ. Chơi không? Dám chơi không? Hai đứa thôi nha, không đứa đâu. Never could. Ezreal AD mà sao nó lại. Con đấu trị Yasuo à. Má nó liếu. Yasuo chơi áp. Thì điều đó, đó, biết ngay mà ra mất rồi. Phi tiêu, chưa có cận được rồi. Ok, dính được hit quá. Khoe nè. Lắm mẹ. Lão không? Bố còn mình máu nha. Lão không? Đừng có dội. Á đồ Yasuo.
đúng rồi, ra mất bóng đúng. Tìm đội sức dốc của mình lên thể hiện. Ô đi về bạn ơi, không về không cũng được. Phải có gió, gió gì lắm. Cái này mình chơi cũng hay hết rồi. Su ốc nữa các bạn, mình nè. Nó cắm mặt này cho chạy. Ôi lên. Ôi đường về bạn ơi, tôi không muốn chơi nữa rồi. Cái huyết kiếm trong châm ngôn của mình là huyết kiếm, xong mình tới một cực tập lý à bro. Yasu mà không cần mua đồ, mua giày nữa đâu các bạn chứ. Gì chứ gì Unti. Ồ hai đứa luôn à. Kanan mà mình xâm bọt cũng hay phết. Nếu hồi nãy là không có vùng gió à, bây giờ Yasu chết mình lâu rồi. Just looking for a road home. Why is out yet? Out, man. Thôi về bạn ơi, không dám chơi nó rồi. Về, chịu với nhau, điện thoại nó có mắt không? Quán mà đừng có mua thiếu người, có mua thiếu người là ngu á. Mà có không tiền là xử mình đang nói chuyện gọn gàng luôn. Ê, đâu mình có công ty nhưng mình xử nguyên đống đó là gọn gàng á. Thank you.
enemy has been slain. Còn các bạn chơi pro thì kệ các bạn. Mình thường dùng tốc biến để chạy chừng mình tấn công ít khi lắm. Tưởng thanh niên ra mất muốn quay lại ăn công ty mình chứ. Ê, đừng có mua thiếu người. Mua thiếu người chết. Cái này chết rồi. Thằng chi đau xuống đi. Không kêu kích thế này, Yasuo gì nói trời. Ê, thằng này nó có con tay rồi nha, cẩn thận nha, nó có con tay rồi nha. Nó có con tay rồi nha. Nó xuống giữa, Rio ơi, nó xuống giữa, bro. Cắm mắt chắc đi, cắm mắt. Cắm mắt cho chắc. My honor left alone. Ôi, hả chứ. Biết ngay nào khi nó không xuống giữa chứ khi nó kìa. Wow. Đồ ha, mày chạy đi đâu con giời kia. Mày ăn con khe nứt của bố mày thế. Chết chứ. Mình đưa em đi vào. Đưa em con kia cục. Đủ tiền mua con kiếm BF á, để mang con quả hồi phục nữa cái. Về mua đồ bạn ơi. Ăn chắc rồi. Go!
chết mình. Định mua cái nè, cái dao điện nhưng mà để sau đây. Em mua trước cái này. Mù thọt quá, mù thọt. Bánh sao. Chết ba thì họ sẽ khí nứt kìa nha anh em ơi. Thì các bạn nghe là con khí nứt lại con sẽ hiện nhận nhất trong liên minh. Một trận liên minh. Đó là ai chấm, ai biết. Đánh mày cơ. Là mấy con kẹp thịt cơ. Đánh con khỉ ho cò gáy cơ. Một hit, hai em đi hết. Vật lý có khá là công bằng. Ui dồi ui 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 là Unity is real. Bạn ơi bạn, thú cho bạn. Lưng cao quá chết đó bộ. Chỗ trên á. Hay là có lính nhỏ 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 nó vô nó giúp mình không? Không có ít máu hơn mình ngấm của tỏi với nó à, hên thiệt. Ok. Trận này có thể sẽ thắng. Thua, nếu mà lơ là thắng thì sẽ auto. Ủa nó Z chết rồi nè. Z của nó sắp chết rồi đấy, chết rồi. Đúng là nhà còn cái xíu máu vô luôn đi. Nhắm luôn. Ây dồi, cứ mê luôn. Honor is in the heart, not the name.
Giờ ra cái quán nhẹ cái còn nát đầu này nguyên chất rồi bạn ơi. Xanh nha, bòn tí, đồ bay lên, đi cùng xanh lên bọn em, rồi cái tốc độ anh thà, tăng tốc, mình hay nhớ like và subscribe nha, tất cả các bạn nha.